Thưa quý vị, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Mỹ Nga, sinh năm 2005, trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, về tội làm nhục người khác. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, Lê Thị Mỹ Nga đã hẹn hai nữ sinh đến quán cà phê rồi tấn công. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023, Lê Thị Mỹ Nga hẹn T, sinh năm 2008, trú tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, và A, sinh năm 2008, trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn giữa ba người trên mạng xã hội. Khi đến quán cà phê ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang, cả ba người ngồi chung bàn uống nước và nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, Nga đứng dậy, bắt T quỳ gối xuống nền gạch rồi tấn công T. Tiếp đó, tới lượt A bị bắt quỳ gối để Nga ra tay. Khi Nga đang tấn công A, thì các học sinh khác đến can ngăn. Lúc này, Nga quay sang dùng tay tác động vào người T. Sự việc được một số người xung quanh dùng điện thoại quay và phát lên mạng xã hội. Sau khi bị tấn công, T và A đã đến công an thị trấn 1000, huyện Châu Thành A trình báo sự việc. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông tin liên quan đến vụ việc một salon tóc ở Hà Nội bị tố ăn chặn tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư, đã có thông tin chính thức khẳng định những tin tức đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Theo đó, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng tố cáo salon hair 1900 ở Hà Nội nhận hơn 700 bộ tóc nhưng chỉ trao tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Theo ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cho biết, chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thông qua chương trình đã trao tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư. Đây là những bộ tóc của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, không phải tóc của salon tóc 1900 và tôi là người đại diện quỹ trực tiếp trao tặng. Ông Tĩnh cũng cho biết, chương trình tiếp nhận tóc của 703 người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiến tặng. Số tóc này vẫn đang nằm ở hai bệnh viện và sẽ được hai bệnh viện gửi về trực tiếp cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Do đó, ông Tĩnh khẳng định, thông tin salon tóc 1900 trực tiếp đến lấy và mang tóc hiến tặng về để đi bán là không chính xác. Ông Tĩnh thông tin thêm, với những lọn tóc do người dân hiến tặng sẽ được quỹ chuyển đến công ty chuyên sản xuất tóc giả. Quỹ đã có hợp tác với các công ty làm tóc chuyên nghiệp để tạo ra bộ tóc giả hoàn chỉnh, chứ không chuyển về các salon. Các công ty làm tóc sẽ chuyển lại bộ tóc hoàn thiện cho quỹ và quỹ sẽ tiếp tục trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Những bộ tóc này cũng sẽ quay trở lại để tặng cho người bệnh ung thư tại Bắc Ninh và Bắc Giang, nơi chương trình vừa tổ chức trao tặng và phát động người dân tham gia chương trình. Đây là chương trình kéo dài nhiều năm, chứ không chỉ hoạt động một hay hai đợt. Nhiều người cho rằng salon tóc 1900 là đơn vị đứng ra nhận tóc hiến tặng và tạo ra những bộ tóc giả để trao tặng cho bệnh nhân. Đại diện Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng khẳng định, salon 1900 hiện là đối tác chính thức của quỹ và tham gia đồng hành cùng quỹ từ những ngày đầu chương trình hoạt động. Tối ngày 13 tháng 6, thông tin từ Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ sự việc người đàn ông tấn công vợ dã man trước mặt con nhỏ khiến cho nhiều người phẫn nộ. Cùng ngày, Công an huyện Mèo Vạc cũng đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc. Theo đó, danh tính kẻ tấn công được xác định là LVB, sinh năm 1997, trú tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc. Chiều ngày 13 tháng 6, B có hành vi ngược đãi đối với chị LTU là vợ của LVB. Trước đó chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh camera nhà dân ghi lại cảnh một người đàn ông ra tay dã man với vợ. Hai đoạn video dài hơn một phút được lan truyền trên các hội nhóm với sự bức xúc và chỉ trích gay gắt dành cho người chồng khi có những hành động dã man với vợ mình. Trong video, một người phụ nữ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị chồng lao tới, tấn công tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông này còn vừa tác động vật lý, vừa lăng mạ vợ bằng những ngôn từ tục tĩu. Đáng chú ý, hành động của người đàn ông diễn ra khi bên cạnh xuất hiện trẻ nhỏ. Lúc này, người vợ chỉ biết nằm chịu trận, khóc và van xin người chồng buông tha. Tuy nhiên, người đàn ông tiếp tục lôi vợ ngồi dậy, ra tay tàn nhẫn vào người vợ. Toàn bộ hành vi ngược đãi vợ của người chồng đã được camera an ninh của gia đình ghi lại. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mèo Vạc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, thông tin từ Ban lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác của trạm này vừa dùng xe chuyên dụng vận chuyển một nam thiếu niên gặp nạn trên đường đi cấp cứu thành công. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ tuần tra cảnh sát giao thông phát hiện hai chiếc ô tô đỗ bên đường, có một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói rằng đang đi trên đường về quê thì con của anh có dấu hiệu ngừng tim, hiện nguy kịch trên xe.
Ngay lập tức, tổ công tác đã cử một cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển xe thay người bố và sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Được biết, người bệnh là NTB, sinh năm 2007, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Trước đó, B phụ giúp bố mẹ một số việc vặt dưới trời nắng nên bị say nắng và dẫn đến trụy mạch. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên B hiện đã qua cơn nguy kịch. Hành động kịp thời giúp đỡ người bệnh trong lúc nguy kịch của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã nhận được sự cảm kích, biết ơn từ gia đình. Đồng thời, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, các ông bà Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm với Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng từ bán trái phiếu khống, song họ đều đã tử vong. Trong bản kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã chỉ ra sai phạm của một số cá nhân ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu khống bán cho nhà đầu tư. Các cá nhân gồm bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, nguyên giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn; Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán TVSI; và Nguyễn Ngọc Dương, nguyên tổng giám đốc công ty SPG và công ty VIPG. Kết quả điều tra, ba cá nhân trên đều đã tử vong, song họ được xác định phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Thành là người tiếp nhận chủ trương, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lên phương án phát hành trái phiếu. Ông Thành cũng là người trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên phòng dịch vụ ngân hàng thuộc TVSI phía Nam thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Cetra. Kết luận nêu, mặc dù ông Nguyễn Tiến Thành đã tử vong, nhưng với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập, đủ căn cứ kết luận hành vi của Nguyễn Tiến Thành đã vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Do đó, C03 cáo buộc ông Thành liên đới trách nhiệm đối với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Đối với bà Nguyễn Phương Hồng, C03 cáo buộc bà này có hành vi đề xuất Trương Mỹ Lan sử dụng công ty An Đông và các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, tích cực trong việc lên phương án dòng tiền khống, quản lý, sử dụng và theo dõi tiền bán trái phiếu. Cũng giống với cáo buộc như ông Thành, C03 cho rằng dù đã tử vong, song hành vi của bà Hồng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan, số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, C03 cáo buộc ông này có hành vi ký chứng từ chuyển tiền 3.900 tỷ đồng khống từ công ty VIPG sang công ty An Đông trong chuỗi dòng tiền khống tạo lập gói trái phiếu AGC 2018.01, chỉ đạo điều hành các nhân viên công ty Sunny World, Natureland tìm kiếm thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu phục vụ cho hoạt động phạm pháp của các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, vay ngân hàng SCB phát hành trái phiếu, rồi cắt lại một phần tiền thuê cá nhân để sử dụng riêng. C03 cáo buộc ông Dương đồng phạm hành vi lừa đảo với bà Trương Mỹ Lan, liên đới trách nhiệm với số tiền 3.900 tỷ đồng. Do xác định các ông bà trên có sai phạm, nên dù họ đã tử vong, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp đối với tài sản như kê biên, ngăn chặn giao dịch cổ phần, tiền, bất động sản. Theo cáo buộc, ở hành vi lừa đảo, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu, thu hơn 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Khoản tiền lớn này được chi cho các mục đích khác nhau, trong đó có cá nhân bà Trương Mỹ Lan. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, hiện tượng ông Thích Minh Tuệ đi khất thực đã thu hút được đông đảo sự chú ý của dư luận. Điều này kéo theo hàng trăm TikToker, Facebooker và YouTuber đã đi theo ông Tuệ để tiến hành livestream, làm nội dung đăng tải lên YouTube cũng như các trang mạng xã hội khác, làm ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân ông cùng những người thân trong gia đình. Do đó mới đây, người nhà của ông Minh Tuệ đã phải gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị xử lý. Ngày 12 tháng 6, ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1978, trú tại thôn 6 xã Ia Tô, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai, là anh trai của ông Lê Anh Tú, hay được biết đến với cái tên là Thích Minh Tuệ, xác nhận gia đình ông đã có đơn đề nghị gửi công an huyện Ia Krai để nhờ giúp đỡ và đề nghị xử lý việc một số cá nhân lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú đăng tải trên các nền tảng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân ông Tú cũng như những người thân trong gia đình. Theo đơn, ông Lê Anh Tuấn cho biết, em trai của ông là Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai. Vào năm 2017, em trai của ông đã đi bộ khất thực, tu tập theo lời Phật dạy.
Trong quá trình đi chưa có vấn đề gì xảy ra. Từ đầu năm 2024 đến nay, trong quá trình em trai tôi đi bộ từ tỉnh Cao Bằng về lại tỉnh Khánh Hòa, khi đi đến địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, một số đối tượng đã lợi dụng hình ảnh của em trai ông để live stream trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến bản thân em trai của ông cũng như tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Do đó, em trai ông đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, từ khi về lại quê nhà để ẩn dật và tiếp tục tu tập, em trai ông vẫn thường xuyên bị các đối tượng này tìm đến làm phiền, làm ảnh hưởng đến bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Ông Minh Tuệ bày tỏ mọi người về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa vì theo vừa mất trật tự, vừa mất giao thông, chúng tôi cũng không cần như thế này. Với tình trạng người dân xô đẩy tràn ra đường, mọi hoạt động của ông Thích Minh Tuệ đều bị quay lại, phát tán trên mạng trong những ngày qua. Nhiều người dân cho rằng sự yêu mến, sự hiếu kỳ cùng với mục đích kinh doanh của nhiều người đã quá làm phiền ông. Một người dân phân tích mọi người đi theo đông như vậy sẽ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai, nếu ở góc độ người tu hành thì đang quấy rầy ông Minh Tuệ, làm ảnh hưởng đến việc tu tập của ông Tuệ. Sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Trước thực trạng này, ông Minh Tuệ đã lên tiếng sau 7 ngày ẩn tu. Ông chia sẻ, tinh thần và sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo, học theo lời Phật dạy. Không có người dân đông hay những việc không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, an toàn xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng giờ nguyện vọng học tập của mình mà người dân ra làm ách tắc, mình đi không được thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường mọi người đừng tập trung như thế, làm ảnh hưởng buộc mình không học được nữa. Họ đi theo để quay phim với làm những việc kiếm tiền hay gì đó thì không phù hợp. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng việc bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Nhiều người cho rằng đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Nếu không, các YouTuber, TikToker vì lợi ích kinh tế sẽ tiếp tục bất chấp để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả có thể gây ra cho xã hội. Trước những sự việc không hay xảy ra, gia đình ông Minh Tuệ đề nghị và mong muốn công an huyện giúp đỡ xử lý các trường hợp live stream lợi dụng hình ảnh của ông trên các nền tảng mạng xã hội làm ảnh hưởng đến ông cũng như các thành viên trong gia đình. Về phía ông Thích Minh Tuệ, cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa xác định thời gian dự kiến về việc bộ hành khất thực trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cũng đã lên một số kế hoạch về việc tu tập của mình. Dù mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục bộ hành, nhưng trong trường hợp người dân vẫn tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, ông Thích Minh Tuệ sẽ lựa chọn địa điểm để an trú. Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, mình ở một chú xứ nào đấy, núi nào đấy, hang đá nào đấy, mình xuống gần làng mình khất thực xong mình tu hành cho mình thôi. Có chú xứ an ổn điều kiện như thế thì mình cần học tập. Người tu họ cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết thì mình mới bộ hành, nhưng bộ hành yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Theo dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đó. Khi nào thuận lợi, vài năm sau ông mới đi một lần chứ không phải lúc nào cũng bộ hành. Ông Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ thêm rằng, chỉ khi người dân không tụ tập đông đảm bảo được an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành. Nếu không, ông sẽ không bộ hành đường dài nữa mà chỉ an trú ở một nơi nào đấy và vẫn khất thực ở khu vực gần. Trước đó sáng mùng 10 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ đã về thăm bố mẹ tại xóm 6, xã Ia Tô, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai. Được biết trong lúc về thăm bố mẹ thấy cổng mở nhưng chưa nhận được sự cho phép của gia chủ, ông Thích Minh Tuệ đã ghé nhà hàng xóm để khất thực. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ của ông Lê Anh Tú cho biết, sáng mùng 10 tháng 6 trong lúc bà đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thì thầy đứng ngoài cổng, bố mẹ gọi ông Lê Anh Tú là thầy kể từ ngày ông xin phép bố mẹ đi tu. Do không biết thầy về, bà Mai không ra chào đón, mời thầy vào nên thầy đã sang nhà hàng xóm khất thực. Bà Mai chia sẻ thêm, sau đó hàng xóm báo tin thầy về, sợ khất thực xong thầy đi, không ghé nhà nữa nên vợ chồng bà chạy sang. Thấy cha mẹ, thầy bảo cả hai về đi, để con ăn miếng cơm xong con về thăm cha mẹ. Theo bà Mai, sở dĩ thấy cổng nhà mở, nhưng thầy không vào là vì phải giữ giới. Thầy nói không được tự tiện vào nhà người ta mà không được sự cho phép của gia chủ. Nếu có người ra vào và cho cơm thì vào, không mời vào thì lại đi. Phải giữ giới với tất cả mọi người, ngay cả với cha mẹ đẻ của mình. Còn ông Lê Xuân, 85 tuổi, cha đẻ của ông Lê Anh Tú cho biết, 6 năm nay thầy mới về thăm nhà, có gầy và đen hơn nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh.
Bàn chân thầy dù vượt qua bao chặng đường nhưng vẫn hồng hào mềm mại, không hề bị chai sạn bỏng rộp. Ông Xuân tâm sự mấy ngày trước, thầy về làm căn cước công dân trên tỉnh, mọi người nói chở ông đi gặp, nhưng ông không đi, không để ảnh hưởng đến đường tu của thầy. Ông động viên vợ cứ yên tâm, thầy đã về đây rồi thì sớm muộn gì cũng về nhà, không phải lo nghĩ gì nhiều. Theo ông Xuân, thầy không nói gì nhiều về thế sự, chỉ căn dặn bố mẹ và bà con lối xóm ăn chay, giữ giới thật tốt, tự nhiên mọi việc sẽ an ổn. Chiều cùng ngày, sau khi về thăm nhà, ông Lê Anh Tú ngồi thiền ở trong một túp lều nhỏ, nói về việc nhiều người đã hiếu kỳ đi theo gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự. Ông Lê Anh Tú cho biết, cái đó có ảnh hưởng mà cũng không ảnh hưởng. Ảnh hưởng là họ làm con phải về đây, không đi được nữa, buộc con phải dừng lại con đường mà mình đang học tập, mình đang tu luyện. Còn không ảnh hưởng là có họ đi như thế thì mình xả bỏ, dù có đông kiểu gì đi chăng nữa thì mình vẫn tập xả bỏ được, thì đó là điều kiện để mình học tập không tham, không sân, điều gì mình cũng vượt qua được. Ông Tú cho hay, con mong muốn mọi người tạo điều kiện cho con được học tập theo lời Phật dạy. Đây là việc học tập suốt đời chứ không phải là một hai ngày rồi dừng lại, không phải nói ẩn tu hay không ẩn tu, đời sống của con là hạnh Đầu Đà, sống ba y bát, hôm nay đi chỗ này mai đi chỗ kia, sống tự do thoải mái, sống xuất gia xuyên suốt cho đến khi qua đời. Ông Lê Anh Tú cũng mong muốn thiên hạ được hạnh phúc, mọi người dân ai cũng được học tập theo lời Phật dạy. Họ có đi theo hay làm gì cũng phải tôn trọng pháp luật của nhà nước cũng như giới luật của Phật đề ra. Ông Lê Anh Tú chia sẻ thêm là người tu hành, khi gặp lại gia đình ông biết công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nên ông cố gắng học tập thật tốt theo lời Phật dạy. Sáng ngày 13 tháng 6, thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Hải Dương, Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mèo Vạc vì đã có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ. Trước đó chiều ngày 10 tháng 6, tổ công tác của Công an huyện Mèo Vạc đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt tại tuyến đường xuống sông Nho Quế. Trong lúc làm nhiệm vụ, có 3 công dân của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc cố đi qua suối chảy xiết và bị cuốn trôi. Không ngần ngại, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ và đưa nạn nhân vào bờ thành công. 3 người dân được Thượng úy Tường cứu là Sùng Mí Dính, sinh năm 1981, và vợ là chị Vừ Thị Thò, sinh năm 1980, cùng con trai Vừ Mí Pó, sinh năm 2005. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nói, nước lúc đó chảy xiết, cuốn họ về phía hạ nguồn. Khi nhìn thấy, tôi vội nhảy từ trên máy xúc xuống, dùng hết sức kéo họ vào bờ. Tôi không nghĩ mình đã làm được như thế. Nếu chậm hơn, bị trôi thêm 20-30 mét nữa, có lẽ không cứu được. Thượng úy Tường chia sẻ. Dịp này, tỉnh đoàn cũng tặng bằng khen, biểu dương hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng quên mình vì tính mạng của người khác. Thời gian qua, vụ kiện tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, Bệnh viện Nam An thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Ngày 13 tháng 6, Hội đồng xét xử đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An vì không có cơ sở, không có căn cứ, không cung cấp được tài liệu chứng cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Theo quan điểm của Hội đồng xét xử, hợp đồng 149 giữa Sen Vàng và Bệnh viện Nam An ký kết đúng theo quy định của pháp luật. Bản chất của hợp đồng là Sen Vàng quảng bá thương hiệu cho Bệnh viện Nam An với tư cách là đơn vị đăng cai Miss Grand Việt Nam 2023. Sau khi đối chiếu 143 hạng mục công việc được quy định tại phụ lục 1 của hợp đồng, hội đồng xét xử nhận thấy bị đơn ký kết hợp đồng nhằm quảng bá thương hiệu cho Bệnh viện Nam An không phải là hợp đồng đại sứ thương hiệu. Trong đó, quyền lợi về đại sứ thương hiệu chỉ là một phần của hợp đồng quảng bá thương hiệu. Vì vậy, không có cơ sở để Bệnh viện Nam An cho rằng đại sứ thương hiệu là mục đích chính của hợp đồng quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, hội đồng xét xử nhận định giá trị nhận diện thương hiệu, hình ảnh trong hợp đồng không phải là công việc cụ thể, không thể định lượng. Vì vậy, yêu cầu định giá đòi bồi thường 8,64 tỷ đồng của Bệnh viện Nam An là không có cơ sở. Đồng thời, hội đồng xét xử nhận thấy hoa hậu không phải nghề, ban tổ chức không quản lý theo kiểu cấp trên, cấp dưới hay phục tùng. Sen Vàng chỉ có quyền quản lý danh hiệu hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2023. Sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang, Sen Vàng đảm bảo hoa hậu sau đăng quang là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Nam An. Vì vậy, việc đại sứ thương hiệu độc quyền hay không là thỏa thuận giữa nguyên đơn và Lê Hoàng Phương. Hội đồng xét xử đồng thuận nhận thấy giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Lê Hoàng Phương có ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu. Vì vậy, không thể gọi đây là cánh tay nối dài với hợp đồng 149. Ngoài ra, điều khoản hợp đồng có ghi rõ chỉ có quyền chấm dứt hợp đồng bằng văn bản nếu một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng điều khoản của hợp đồng mà không giải quyết trong thời hạn 15 ngày.
Vì vậy, bị đơn không có lỗi trong trường hợp nguyên đơn tự ý chấm dứt và đi khởi kiện. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 13 tháng 6, một nhà kho trên địa bàn phường Yên Hòa đối diện bến xe Mỹ Đình xảy ra cháy. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, lúc 9 giờ 30 phút, họ thấy khói đen bốc ra từ khu vực kho xưởng trên. Ít phút sau, cột khói dày đặc bắt đầu bốc cao. Nhiều người đi đường hoảng hốt, còn nhân viên bên trong kho xưởng vội chạy ra ngoài. Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt đám cháy và không để cháy lan. Được biết, nhà kho xảy ra cháy đang bỏ không, bên trong chỉ còn kệ để hàng hóa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 13 tháng 6, một ô tô đang lưu thông qua ngã tư lá Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Người dân đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini dập tắt vụ hỏa hoạn. Theo người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30A595XX đang lưu thông qua ngã tư lá Nguyễn Chí Thanh thì có khói bốc ra từ trong. Khi thấy khói lửa bốc lên, tài xế đã nhanh chóng đỗ xe vào làn đường dành cho xe đạp ngay cạnh sông Tô Lịch thuộc tuyến đường láng. Lửa bốc lên dữ dội làm vỡ kính xe và cháy ghế ngồi. Sau đó, người tham gia giao thông và người dân sinh sống ở dọc đường đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini, xô múc nước để dập tắt đám cháy. Tại hiện trường xác định đây là ô tô hoạt động vận tải taxi. Vụ cháy đã khiến phần kính lái bị vỡ, toàn bộ ghế lái bị thiêu rụi, xe hư hỏng nặng. Dân may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngày 13 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, một công dân ở địa phương đi bắt ốc trong rừng từ ngày 4 tháng 6 đến nay chưa trở về nhà. Theo thông tin từ phía gia đình, vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1962, chú thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, đi đến gần khu du lịch Thung Nham, để xe ở đó rồi vào rừng bắt ốc đá. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình liên lạc với ông Khánh không được nên huy động hàng chục người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, các chủ rừng, nhân viên khu du lịch Thung Nham tham gia tìm kiếm, đến nay chưa có kết quả. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, nguyện vọng của gia đình là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm 1-2 ngày nữa, nếu không có kết quả sẽ dừng lại. Sáng ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Dương Nhật Kha, 26 tuổi, ngụ tại xã Vinh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra cho thấy, bạn gái của Kha có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chủ tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An. Khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 3, 6 thanh niên trong đó có đối tượng Kha đi 3 xe máy chạy tốc độ nhanh đến trước cửa tiệm spa nêu trên. 4 thanh niên đứng ở ngoài vỉa hè chờ đợi. Kha cùng một người khác đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt, đẩy cửa rồi bước vào bên trong. Tại đây, Kha rút ra một vật màu đen giống súng chĩa thẳng vào trong cửa hàng. Khi thấy bên trong có nhiều người đang ngồi, sợ những người này sẽ tấn công, nên Kha chủ động bắn một phát súng, đạn cao su vào trong tiệm spa. Tuy được những người đi cùng ngăn cản, nhưng Kha sau đó vẫn tiếp tục bắn thêm 3 phát nữa vào bên trong tiệm. May mắn không có ai bị thương. Sau nhiều ngày truy xét, Kha bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, tối 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, ekip Lật Mặt 7, một điều ước đã tổ chức buổi họp báo đặc biệt chính thức khởi chiếu tại Mỹ. Vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải Minh Hà đã có mặt tại rạp phim tại Mỹ để chào đón khán giả, giới thiệu đứa con tinh thần của mình đến với thị trường quốc tế. Từ rất sớm, ekip Lật Mặt 7 đã đến rạp để thực hiện tổ chức họp báo. Những hình ảnh tiến độ tổ chức liên tục được ekip cập nhật trên mạng xã hội, khiến khán giả Việt Nam vừa thích thú vừa tự hào. Tất nhiên, sự kiện không thể thiếu sự hiện diện của vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải và Minh Hà. Trong chuyến đi này, cả hai cùng dẫn theo các con, kết hợp công việc họp báo phim với du lịch. Tại sự kiện, bên cạnh đại gia đình Lý Hải Minh Hà, thì Trương Minh Cường, sau năm đóng vai Hải Khôn, đã bất ngờ có mặt tại sự kiện ra mắt Lật Mặt 7 tại Mỹ. Trước đó, Trương Minh Cường có chia sẻ một số hình ảnh lên đường về Mỹ để thăm mẹ, khiến nhiều netizen háo hức sẽ có màn hội ngộ cùng Lý Hải tại đêm họp báo trọng đại. Ngoài ra, rất nhiều khách mời sao lớn như ca sĩ Thanh Thảo, người mẫu Ngọc Quyên, Khánh Hiền, Vân Sơn, Bảo Liêm, Thúy Nga và đông đảo khán giả vốn là người Việt Nam sống tại Mỹ đã cùng đến chung vui, chúc mừng màn ra mắt của Lật Mặt 7. Có thể thấy, câu chuyện gia đình của bà hai đã lan tỏa, khiến khán giả vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng đồng cảm, thổn thức và không thể chờ đợi để được xem phim. Sau buổi chiếu,
nhiều khán giả đã lập tức đăng tải bài viết khen ngợi phim. Thậm chí có người rơi nước mắt vì câu chuyện cảm động trong Lật Mặt 7. Trước đó, thông tin Lật Mặt 7 Một Điều Ước chiếu tại thị trường quốc tế khiến khán giả vô cùng háo hức. Đây cũng là phim Việt đầu tiên chiếu cùng lúc tại 3 châu lục trên thế giới, đồng thời sở hữu lượng rạp chiếu nhiều nhất từ trước đến nay. Trang báo uy tín của Hollywood là Deadline đã đưa tin về việc Lật Mặt 7 đem chuông đi đánh xứ người, gọi đây là thương hiệu phim dài và thành công nhất Việt Nam. Tối 12 tháng 6, tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và chương trình nghệ thuật Nguyễn Trọng Tạo có nhớ. Dù đã chia tay người thân, bạn bè đi vào cõi thiên thu, nhưng những tác phẩm thấm thấm chất quê, giản dị và trữ tình của ông vẫn luôn hiện hữu trong lòng công chúng. Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, lãnh đạo các sở ngành, đông đảo thân nhân, bạn bè văn nghệ sĩ cùng bà con nhân dân địa phương. Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947 trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê, nay là Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là người đa tài, sớm bộc lộ tài năng tiên bẩm trong các lĩnh vực nghệ thuật, sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi và xuất bản tập thơ đầu tiên vào năm 27 tuổi. Nguyễn Trọng Tạo còn là một người lính, nhập ngũ năm 1969. Từ bộ đội, ông đi học trường viết văn Nguyễn Du, trải qua nhiều vị trí công tác ở nhà văn hóa quân khu 4, Hội Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo xuất bản hơn 20 đầu sách gồm thơ, văn, nhạc, phê bình tiểu luận. Ông là tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng Giao Cho Người Lớn, Nương Thân, Thế Giới Không Còn Trăng, Con Đường Của Những Vì Sao, Trường Ca Đồng Lộc. Những hình ảnh quen thuộc trong thơ ca Nguyễn Trọng Tạo như dòng sông, con đò, đôi mắt, vầng trăng, nốt nhạc được cách điệu, hàm chứa tình cảm thiết tha với quê hương, đất nước và sự tân thời hội nhập trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa. Về âm nhạc, Nguyễn Trọng Tạo cũng có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến như Làng Quan Họ Quê Tôi là ca khúc đã được hãng JVC Nhật Bản chọn làm đĩa karaoke 100 bài hát Việt Nam và từng được dàn nhạc giao hưởng Leipzig Đức trình tấu. Không chỉ nổi tiếng bởi thơ và nhạc, Nguyễn Trọng Tạo còn được biết đến là một họa sĩ, một nhà báo, viết truyện ngắn, vẽ bìa sách. Ông trình bày khoảng 500 bìa sách và đã từng nhận 2 giải thưởng bìa sách đẹp của Bộ Văn hóa Thông tin. Với những cống hiến lớn lao cho nghệ thuật nước nhà, trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như Giải đặc biệt Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc 1981, Giải nhì cuộc thi ca khúc Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ Văn hóa 1984-1985, 4 giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng Ủy ban Toàn quốc các hội văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương với ca khúc Đôi Mắt Đỏ Ngang. Thưa quý vị, mới đây sự việc bé trai bỗng nhiên mất tích sau khi đi bán vé số thay mẹ bị ung thư tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến dư luận xôn xao, bàn tán. Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy cháu, tối 12 tháng 6, gia đình cho biết đã được người thân bắt gặp cháu ở một quán game. Theo bà Nguyễn Thị Mường, 56 tuổi, tạm trú xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mẹ của cháu bé cho biết bà đã tìm thấy con trai là cháu Nguyễn Trần Duy A, 2014, tên thường gọi là Ni, bị mất liên lạc từ ngày 29 tháng 5 đến nay khi đi bán vé số. Theo bà Hường, cháu Nguyễn Trần Duy A đi chơi game bên quận 12, hết tiền nên ngủ lại bên quán. Bà Hương cho hay, nhờ báo chí đăng tin mà chủ quán game thấy bé nên gọi điện cho tôi đến đón con về. Hiện tại sức khỏe cháu ổn định, không có biểu hiện gì bất thường. Do mới đón cháu về được hơn 2 giờ nên bà chưa kịp gọi điện báo lên cơ quan công an. Trước đó, công an Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai sinh năm 2014 mất liên lạc nhiều ngày với gia đình. Danh tính bé trai được xác định là Nguyễn Trần Duy A, tên thường gọi là Ni. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi, Nguyễn Trần Duy A mất tích nhiều ngày, gia đình nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Bà Hường cùng 2 con trai của mình, một trai và một gái, thuê trọ ở hẻm đường Lê Thị Hà, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hường không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày bán vé số dạo để nuôi gia đình. Theo lời kể của bà Hường, có lúc bà Hường chở theo con trai Nguyễn Trần Duy A sinh năm 2014 đi bán vé số cùng. Tuy nhiên do bệnh chuyển nặng, bà Hường bị ung thư, sáng 29 tháng 5 thấy người mệt mỏi nên bà Hường nằm ở nhà. Duy A mang theo 70 tờ vé số đi bán và không có tiền mặt.
Đến tối ngày 29 tháng 5, bà Hương không thấy Duy A về nên cùng mọi người đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp. Cũng theo bà Hương, khi đi tìm Duy A, có người cho biết khuya 29 tháng 5 có thấy bé trai được một người nam giới chạy xe máy chờ trên đường song hành. Sáng 30 tháng 5, người dân phát hiện bé trai đi bộ trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn và từ đó đến nay thì không có thông tin gì về Duy A. Sau nhiều ngày tìm kiếm Duy A không có kết quả, ngày 10 tháng 6, bà đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị mất tích. Cách đây không lâu, sự việc nữ sinh bị mất tích sau khi thi lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Châu Đốc cũng khiến dư luận không khỏi hoang mang. Cho đến hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn đang tích cực truy tìm và chưa tìm thấy tung tích của nữ sinh này. Ngày 9 tháng 6, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vẫn đang chỉ đạo các đơn vị tích cực tìm kiếm nữ sinh NTBA, học sinh lớp 9A7, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Châu Đốc, bị mất tích khi đi thi lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Nghĩa từ ngày 4 tháng 6 đến nay vẫn chưa có thông tin. Chị Trương Thủy Linh, mẹ nữ sinh A cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đã khoanh vùng nghi có con gái chị, một là tại thành phố Châu Đốc và một vị trí gần khu vực biên giới. Hiện gia đình cũng đã liên hệ nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng biên phòng An Giang. Chị Linh cho biết, em A đi thi lớp 10 ngày thi cuối cùng vào ngày 4 tháng 6. Lúc đi thi vào buổi trưa, chị trở đi và em A có dặn đúng 17 giờ đến rước. Nhưng đến 17 giờ cùng ngày, cha em A là anh Nguyễn Bảo Tài đến điểm thi rước nhưng không thấy. Anh Tài hỏi thăm bạn bè, thầy cô nhưng vẫn không có thông tin gì về nữ sinh A, đồng thời có yêu cầu nhà trường trích xuất camera nhưng trường nói không mở camera trong kỳ thi. Anh Tài cho hay, trước khi bước vào kỳ thi lớp 10, tâm lý con anh bình thường, không có biểu hiện đáng nghi. Từ ngày con mất tích, gia đình suy sụp tinh thần. Gia đình anh sẽ không truy cứu, miễn sao con bé được về nhà. Có ai đó lỡ dẫn con bé đi thì để nó về. Chị Linh cho biết con gái có dùng điện thoại nhưng đã tắt nguồn. Hiện chị Linh đăng tải thông tin, kèm hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp. Bài đăng có nội dung, con gái em NTBA, học sinh lớp 9A7, trường Nguyễn Trãi, đi thi tuyển sinh trường Thủ Khoa Nghĩa đến nay chưa thấy về. Anh chị em có gặp, nhắn tin cho em biết, em cảm ơn xin hậu tạ, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ dùm, em cảm ơn. Bài viết đăng kèm theo bức ảnh, một bé gái mặc lễ phục tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận quan tâm. Trong bình luận, mẹ của nữ sinh cũng bày tỏ sự lo lắng và mong muốn cộng đồng mạng giúp gia đình tìm được con. Liên quan đến sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc cũng có báo cáo vụ việc em A mất tích khi đi thi lớp 10. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc xác minh làm rõ thông tin vụ em A mất tích. Đồng thời, tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý học sinh, có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, sự việc một nữ sinh lớp 6 bị mất tích bí ẩn sau giờ tan học ở Long An cũng đã khiến nhiều người lo lắng. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nữ sinh này đang ở nhà bạn tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Cụ thể, chiều ngày 7 tháng 4, Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An phối hợp cùng nhà trường và gia đình tập trung tìm kiếm một số địa chỉ quen biết của nữ học sinh được cho là mất tích 2 ngày trước đó. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả dù rà soát khắp nơi. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, đi xe đến đón con gái tên Nguyễn Thái Thu Ích, sinh năm 2012, học trường tiểu học trung học cơ sở Mỹ Hạnh Nam, tan học để về nhà. Đứng chờ mãi, học sinh đã ra về hết nhưng vẫn không thấy con gái ở đâu, chị Thủy hốt hoảng chạy vào lớp cũng chẳng gặp. Quá lo lắng, chị báo ban giám hiệu, cô chủ nhiệm việc cháu Thu Ích mất tích ngay trước cổng trường. Khi trường trích xuất camera bên trong và ngoài cổng, mọi người phát hiện có một cô gái lớn tuổi chạy xe đạp điện chở nữ học sinh, nghi là cháu Thu Ích ra đường nhưng chưa rõ hướng đi. Gia đình chị Thủy lập tức báo công an xã Mỹ Hạnh Nam, công an huyện Đức Hòa để nhờ hỗ trợ truy tìm. Từ tối ngày 5 tháng 4, người thân cùng trường và công an đã liên lạc nhiều địa chỉ các bạn học chung lớp, chung trường và bà con của cháu Ích. Tuy nhiên đều nhận câu trả lời không gặp cháu và cháu chưa hề đến chơi. Mẹ nữ sinh cho hay, con đi học là mẹ đưa đón tận cổng trường, cháu chưa bao giờ đi xe đạp riêng và cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà dù vài giờ.
Hình ảnh trích xuất từ camera có cô gái nào đó chở cháu đi mất làm mẹ nữ sinh thức trắng mấy đêm. Cho tới 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4, sau thời gian tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng phát hiện cháu này đang ở tại nhà bạn học trong cùng xã trong tình trạng khỏe mạnh, bình thường. Qua tìm hiểu nguyên nhân, nữ sinh cho biết em buồn vì bị mẹ thường xuyên la mắng nên định vào chùa. Khi biết việc này, một bạn cùng lớp rủ em về nhà ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa ở. Nữ sinh ở trên gác nhà bạn từ ngày 5 tháng 7 đến khi lực lượng công an tìm thấy. Công an đã làm việc với những người có liên quan và đưa cháu X về nhà giao cho gia đình quản lý. Gặp được con gái, chị Thủy rất vui mừng và cho biết do con gái đã hiểu lầm nên giận dỗi bỏ đi. Còn cháu bé khi gặp lại mẹ thì chỉ biết khóc, ôm lấy cha mẹ và xin cha mẹ tha thứ. Gia đình đã cảm ơn lực lượng công an cùng nhà trường 3 ngày qua vất vả hỗ trợ tìm kiếm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.